mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tai nạn nửa đêm. Tôi là một phụ nữ họ Tăng, tốt nghiệp đại học khoa Trung văn, hiện đã kết hôn được 3 năm rưỡi và có một con trai. Nhưng tâm tư tôi lúc nào cũng khao khát được xuất gia. Do vậy mà mỗi khi tôi đi chùa thường bị chồng bất bình, dẫn đến gây cãi với nhau luôn. Vì chồng tôi cương quyết nói, ở nhà tôi cũng được, không cần phải xuất gia. Tôi không đồng ý nên thường tranh cãi với anh. Chồng tôi không chịu nổi bực phiền, có lúc nổi nóng đến phải đập ném đồ đạc hoặc bỏ ra ngoài nhậu nhẹt để giải quay. Do vậy mà gia đạo chúng tôi thường bất hòa, rối rắm. Cuối tháng 2 năm ngoái phát sinh một chuyện rất đau lòng là hôm đó chồng tôi đi vắng, do anh phải túc trực thâu đêm ở bệnh viện để chăm sóc cho phụ thân bị trúng gió, chỉ còn tôi và đứa con trai nhỏ ở nhà. Nào ngờ nửa đêm hôm đó bỗng có một tên mặc y phục đen, bịt mặt, tay cầm mã tấu đột nhập. Hắn xông thẳng vào phòng tôi, đánh tôi bị thương nơi đầu, dùng sức mạnh cưỡng hiếp tôi. Trước khi bỏ đi, hắn còn cướp đoạt tiền bạc tư trang của tôi. Khi ông xã về, tôi kể lại toàn bộ tai nạn cho anh nghe. Anh bừng bừng phẫn nộ, chấn động cực kỳ, rồi băng bó vết thương cho tôi, rồi đưa tôi đến bệnh viện phụ sản kiểm tra, vì sợ tôi bị mang thai. Lần này tôi bị tai nạn thống khổ bất ngờ, trong lòng không ngừng cầu Bồ Tát gia hộ che chở, xin đừng có phong ba bão táp nổi lên trong gia đình tôi nữa. Sau tai nạn được nửa năm, tôi vẫn luôn nằm thế ác mộng, không những mơ thấy tên côn đồ đến xâm hại tôi, mà thậm chí mỗi khi ông xã muốn thân mật gần gũi thì tôi vẫn bị chuyện tên côn đồ làm nhục ám ảnh, nên luôn phản ứng kinh hoàng. Thậm chí tôi còn cho ông xã là tên côn đồ muốn cưỡng hiếp tôi. Vì vậy tôi có thái độ rất chán ghét hành vi thân mật của chồng, thậm chí đối với phái nam cũng nảy sinh đầy ác cảm. Không lâu sau đó chúng tôi dời về quê, những ám ảnh về tai nạn đau thương trong quá khứ cũng dần phai nhạt. Hàng ngày tôi bắt đầu chí thành tụng kinh lễ Phật, trải qua một thời gian dài. Có lẽ tâm thành của tôi đã cảm động đến chư Phật Bồ Tát, nên cuối cùng vào năm ngoái tôi được gặp vị sư phụ trí tuệ của mình. Ngài rất thông cảm về tai nạn của tôi trong quá khứ và hết lòng hóa độ tôi. Sư phụ đưa tôi lên chánh điện thắp hương và mời thỉnh quan gia trái chủ ra mặt để ngài chủ trì giúp tháo gỡ quan kết. Lúc đó tôi cực kỳ thành tâm, tha thiết sám hối nguyện cầu. Không ngờ chưa cảm được sự linh ứng hiển hiện, chẳng mấy chốc thì quan gia thứ nhất xuất hiện. Có một đứa bé gá vào thân một tín đồ trong chùa, bày tỏ là cháu muốn tìm tôi, nhưng thái độ tỏ ra hết sức oán hận. Cháu nói mình là bé gái bị tôi phá bỏ, khiến tôi sợ thức kinh hồn vía. Sau đó tôi ngẫm nghĩ kiểm điểm, đột nhiên nhớ ra hồi đó chúng tôi vừa mới kết hôn xong, hai vợ chồng cùng bàn tính sợ nếu có thai sớm sẽ không đủ kinh phí chăm lo nuôi dưỡng con, nên chồng tôi chọn phương án cho tôi uống thuốc ngừa thai mua ở tiệm thuốc tây. Nào ngờ uống thuốc xong thì thành ra phá thai, cũng không hề biết vì vô tình mà chúng tôi đã làm chết một sinh mạng bé bỏng bất hạnh. Sau đó bé gái này còn biểu thị vì muốn báo thù ác tâm của tôi, nó thường quấy phá chọc cho con trai tôi khóc la ầm ĩ, hơn nữa còn làm cho cháu khóc rất nhiều. Hèn gì mà thằng bé vô duyên vô cớ cứ khóc thét hoài và khóc rất hung, có lúc còn tỏ ra bướng lì khó dại, chỉ ưa chơi một mình và hay cãi lời. Hễ bảo nó đừng chơi đồ nguy hiểm thì nó luôn làm ngược lại. Thỉnh thoảng bé còn tự ý chạy ra giữa đường, mặc cho cha mẹ đuổi theo sau kêu réo, cháu cũng chẳng thèm quay đầu lại. Có lúc còn hung tợn đánh lại mẹ. Do vậy mà nhiều lúc không nhẫn nổi, tôi phải đánh đòn thằng bé.
Nhưng kể từ khi có duyên lành tiếp cận sư phụ và nghe niệm Phật thì thằng bé hiền đi rất nhiều, còn tỏ ra rất ngoan ngoãn dễ dãi. Đây là hiện tượng rất lạ. Quan gia thứ hai là một cô gái. Cô nói rằng kiếp trước tôi là nam nhân. Vào kiếp đó cô vốn có ý định không kết hôn và khao khát muốn đi tu. Nhưng do tôi nuôi ác ý muốn chiếm đoạt để có được cô nên đã thừa dịp cưỡng hiếp, khiến cô mang thai và sinh ra một đứa con, làm cô ôm phiền muộn u uất mà chết. Vì tâm nguyện xuất gia đã bị tôi phá tan nên cô ôm mối thâm thù đại hận cực lớn, luôn muốn báo oán tôi. Do vậy mà thần thức thường quanh quẩn bên tôi, luôn tạo ra đủ chướng ngại quấy phá, ngăn cản tôi tu hành, khiến tôi tâm tuy hướng Phật nhưng không bao giờ có cơ may được tiếp cận sư phụ hay nghe kinh thính pháp gì. Còn nữa, cô đã khiến cho hôn nhân của tôi rơi vào khổ não, bế tắc, vô phương tự cứu. Sau đó, cô trả thù thêm nữa là điều khiển dẫn dụ tên côn đồ đột nhập vào nhà, cưỡng hiếp và cướp đoạt tiền tài trang sức của tôi. Cho tôi nếm lại cảm giác bị cưỡng hiếp mà kiếp xưa cô phải chịu, khiến tôi thân tâm đều bị dày dò, thống khổ trầm trọng, khổ đến không muốn sống. Bây giờ tôi mới hiểu ra, đời này sở dĩ tôi bị người cưỡng hiếp, bị chém, bị thương là có liên quan đến tội mình đã tạo trong quá khứ. Tôi ý thức được từng quả báo giáng xuống thân mình. Đúng là tôi đã gieo gió nên phải gặt bão. Hễ đã tạo tội là phải lãnh báo ứng, không có gì oan uổng cả. Suốt thời gian ác báo ập đến, tâm tôi rất bất ổn. Tôi không ngừng than oán, thầm trách tại sao chư Phật, Bồ Tát không che chở tôi. Vì sao cảnh sát quá dở không vội phá án để tóm bằng được tên hung thủ đã hại tôi và trừng trị thật nghiêm theo quốc pháp cho xứng với tội của hắn. Nhưng bây giờ, sau khi đã hiểu rõ nhân quả rồi, tôi liền phát nguyện trước Phật. Từ nay về sau, con nguyện nỗ lực tu, hoàn toàn dứt ác hành thiện, xin nghiêm trì giới luật, hành đúng theo lời Phật dạy và nguyện sẽ giúp người hiểu nhân quả, liễu giải Phật pháp. Đối với chồng và con, xin hết dạ chăm sóc yêu thương, không bao giờ dùng tâm sân để cư xử. Khi tôi phát nguyện xong, chưa được bao lâu thì đã xảy ra nhiều điều kỳ diệu hay đến ngoài sức tưởng tượng. Bầu không khí trong gia đình đã thay đổi, biến thành ấm áp, thuận hòa. Chồng tôi hồi xưa có tính hay ghen tuông, tôi làm gì cũng bị anh nghi ngờ không tin. Chỉ cần tôi trò chuyện với ông nào đó vài câu là đã bị anh dòm ngó rất khó chịu, mất tự do. Thậm chí ở trước mặt anh, tôi cũng không dám nhắc đến tên của nam nhân nào khác, nếu không sẽ bị anh nghi ngờ tra gạn mãi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Bất kể tôi đi với ai, làm gì, nói gì, anh hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu tôi có bàn luận đạo pháp cùng ai thì không những anh rất hoan hỷ mà còn ở cạnh bên chăm chú lắng nghe, tỏ vẻ rất thú vị. Anh cũng không hạn chế tôi hành thiện, ngược lại còn cổ vũ khuyến khích. Anh không hề ngăn tôi đi gặp sư phụ, nhờ vậy mà tôi được tự do học pháp nghe kinh. 3-4 năm trước, tôi và anh thường gây cãi ầm náo không ngừng. Bầu không khí trong nhà rất u ám, đến gà chó cũng chẳng yên. Dù cho ăn, nhưng từ khi tôi quyết tâm tu sửa bản thân, thệ dứt ác tu thiện, bỏ xấu quân tốt, thì chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, gia đình tôi đã hòa thuận, tận hưởng hạnh phúc tràn trề. Đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn. Hiện giờ cả gia đình tôi đều ăn chay trường, còn tôi rất ngoan và dễ dãi, khác hẳn thuở xưa. Mặc dù cho ăn chay nhưng sức khỏe thể trạng đều phát triển cực tốt, mọi người ai cũng khen. Còn tôi thiên đình no đầy, rất có hảo tướng và tư cách đại trượng phu. Tu theo Phật pháp, nghiêm trì giới luật, dứt ác hành thiện thì cuộc sống sẽ rất hạnh phúc. Gia đình tôi là một chứng minh hùng hồn. Bà có muốn ứng dụng thử không? Gieo nhân lành sẽ gặt quả lành. Nếu muốn không khổ thì bạn đừng gieo nhân ác.
vì sao chúng tôi có được chuyển biến kỳ diệu giống ba anh thế? Tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu không ngoài ba điểm. Một, tôi đối với người mình làm hại trong quá khứ chân thành sám hối, quyết tâm từ nay về sau sửa lỗi đổi mới, không tạo ác, không phạm lỗi nữa. Hai, bình thường tôi rất ưa làm từ thiện, còn tham dự nhiều hoạt động bố thí phóng sinh. Ba, nhờ sư phụ hướng dẫn tôi tham dự nhiều pháp hội siêu độ, đem toàn bộ công đức bái sám này hồi hướng cho quan gia trái chủ. Nhờ vậy mà được họ tha thứ, khiến tôi được giải thoát. Từ nay về sau, tôi luôn khắc ghi những lời dạy trân quý này vào lòng, luôn áp dụng để tạo hạnh phúc cho mình. Xin thuật thêm câu chuyện sư phụ đã kể cho tôi nghe. Có một vị giáo thọ 30 năm nay bị đau lưng, dù dùng thuốc chi cũng không lành. Ông từng qua Mỹ chẩn khám, xong cũng không chữa, nên cảm thấy rất đau khổ. Bệnh khiến ông cử động bất tiện nên càng rầu lo. Gần đây nhờ tin Phật Chí Thành nên ông đã thu được nhiều điều thù thắng. Với sự hỗ trợ dẫn dắt của sư phụ, các bệnh năng y của ông hiện nay đã lành. Té ra vị giáo thọ này kiếp trước là đại cao quan của triều Thanh. Do đối với phạm nhân, ông hay dùng cực hình tàn khốc hung bạo, nhất là rất ưa dùng roi, trượng quất vào lưng phạm nhân. Người bị ông đánh chết rất nhiều, không thể kể xiết. Ngoài ra ông thường dùng hình phạt kẹp tai, lăng nhục và còn đánh gãy chân phạm nhân. Do vậy mà lúc quan thân trái chủ xuất hiện thì hai tay ông không ngừng phát run, chân cũng biến thành tàn phế, vô phương đi lại, miệng luôn rên la, gào thét, không ngừng trách trời già, bất công. Người tàn bạo như thế, vì sao đời này vẫn được làm giáo thọ? Sư phụ tôi bao phen giải thích, công danh số mệnh tốt xấu của mỗi người tùy thuộc vào nhân duyên quả báo. Chúng ta không thể nhìn vào biểu hiện của một đời mà kết luận, vì những nhân gieo ẩn khuất trong nhiều kiếp khác cũng có ảnh hưởng liên quan. Bởi vậy không nên oán trời trách người, đừng sinh tâm tật đố. Nhưng vì để cứu chuộc lỗi lầm trong quá khứ, rất cần bày tỏ tâm thành sám hối. Thế nên vị giáo thọ này ngay hiện trường đã quỳ xuống hướng về quan thân trái chủ thiết tha sám hối, biểu thị lòng ăn năn tột cùng. Hơn nữa còn đáp ứng cho họ mấy điều như sau: một, lập bài vị siêu độ cho họ; hai, bỏ tiền ra xây dựng chùa, làm nhiều việc từ thiện; ba, đem hành vi bất nhân trong kiếp quá khứ công bố cho thế nhân được biết, khiến mọi người cảnh giác, không ai dám phạm lỗi này. Trải qua những giao lưu đàm phán này rồi thì không bao lâu bệnh tình vị giáo thọ kia ngày một chuyển tốt, dần dần hồi phục và lành hẳn. Thật là kỳ diệu. Tăng nữ sĩ.